Xin chào, hoan nghênh quý khách. Vừa nói tiếng Quảng Đông và tiếng Đài chính hiệu, anh chính là Diệp Tôn Trừng, bố là người Hồng Kông, mẹ người Đài Loan, tên thường gọi là Bô Kỳ, năm nay 42 tuổi, nhưng anh đã kinh doanh nhà hàng Hồng Kông hơn 21 năm rồi. Khi hỏi tại sao anh lại mở nhà hàng Hồng Kông, lý do rất đơn giản, vì từ nhỏ anh đã lớn lên bởi món ăn Hồng Kông này. Thực ra, từ khi tôi còn nhỏ, trong đầu tôi đã có suy nghĩ, chỉ có hai loại đồ ăn ngon, một là đồ ăn Tây, thứ nữa là món tả piên nú Hồng Kông. Tiếng Quảng Đông gọi là tả piên nú, thực ra chính là như món nổ Đài Loan, thứ mà Bô Kỳ đang chế biến, kết hợp với kiểu truyền thống Hồng Kông. Vì người Đài Loan thích ăn món nổ cay, nên anh đã đặc biệt chế biến món nổ cay Hồng Kông. Ngon, tuyệt, nhà hàng cũng giống như Bô Kỳ, náo nhiệt nhưng lại có hương vị, cho ta thấy được trong kinh nghiệm cuộc sống của anh, lúc nào cũng có một sự kết hợp trong phong cách. Đây là đồng hồ cổ của Đức. Khi tôi học cấp 1, bố tôi xách tay từ Hồng Kông về. Ở góc đồ cổ trong nhà, có một số thứ, theo ký ức của tôi, thì đó chính là vật kỷ niệm của bố. Bô Kỳ đã kế thừa đầu óc kinh doanh từ cha, anh cười nói. Cửa hàng nổ ẩn trong tầng 2 ngôi nhà, tái hiện trong ký ức của anh. Đó chính là niềm vui của đại gia đình khi ăn nổ. Còn một cửa hàng, cách đây 5 phút, một nhà hàng nhỏ trên đường Ba Tứa, như viết nên quãng thời gian vui vẻ nhất, thưởng thức trà chiều phương thức Tây khi còn nhỏ. Cô giúp việc hồi tôi còn nhỏ, thường pha một cốc trà sữa rất ngon. Tôi cùng bố ở phòng khách, uống cùng với bánh trứng hoặc bánh dứa. Đây chính là món ngon trong ký ức khi tôi còn nhỏ. Đây là nhà hàng do Bô Kỳ nỗ lực hết mình xây dựng. Mỗi một vật đều là những hình ảnh câu chuyện ngày nhỏ của anh. Anh đem nỗi nhớ về cha, biến thành sức mạnh tiếp bước. Bô Kỳ nói rằng anh sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể dùng món ngon Hồng Kông đem tình yêu dành cho cha, truyền cho những vị khách của mình.